Hello, xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 21 tháng 6 năm 2020. Và hôm nay thì cũng là mùng 1 đầu tháng của tháng 1 âm lịch, mùng 1 tháng 5 âm lịch, thì cho mình gửi lời chúc tới các bạn một tháng mới sức khỏe dồi dào và công việc thì luôn luôn thuận lợi. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về sản phẩm là Samsung S7. Lô Samsung S7 thì hôm nay nhà mình về được rất là nhiều sản phẩm. Lô Samsung S7 thì sản phẩm S7 này hiện tại đang rất hot nhất hiện nay. Đấy, chỉ với giá từ 2 triệu đồng quay về thôi các bạn nhé. Sản phẩm Samsung S7 đấy ạ. Thì mình sẽ nói qua về cấu hình con Samsung S7 ấy. Thì cấu hình con Samsung S7 thì là màn hình con này là màn hình là 5,1 inch. Đấy, màn hình là 5,1 inch nhá. Độ phân giải màn hình của nó là gì nhỉ? 2K nhá, độ phân giải 2K. Đấy. Con này thì là có vân chăn, vân tay đầy đủ này. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Camera sau thì là 12MP và camera trước thì là 5MP. Đây mình sẽ test thử cầm camera trước đấy. Quá là nét luôn, cực kỳ nét đấy. Các bạn bán hàng livestream sản phẩm Samsung S7 này quá là tuyệt vời luôn. Đấy. Màn hình độ phân giải là 2K, các bạn cho hình ảnh cực kỳ là sắc nét nên là các bạn yên tâm. Pin con này là dung lượng pin là 3000 các bạn nhé. Lại có hỗ trợ là nút hai nút đa nhiệm này. Dùng rất là thích, nó có hai nút back quay về trở về này. Quay về trở về đa nhiệm này. Đấy. Và một nút home vật lý nhá. Đấy. Đấy, nút home các bạn bấm rất là sướng á. Đấy. Sản phẩm Samsung S7 thì ngày trước con này thì là máy của nó là cũng rơi vào 10-20 triệu. Lúc mà thời điểm lúc nó mới ra ấy, cũng phải rơi vào 10-20 triệu. Đâm là bây giờ là mức giá từ 2 triệu quay về thì các bạn yên tâm về mua sử dụng nhá, chất lượng điện thoại cũ của nó. Các bạn yên tâm sử dụng, thứ nhất là màn hình và thứ hai là cái main chip bên trong thì là Samsung họ thiết kế là RAM 4GB, xử lý cái đa nhiệm rất ok, rất là tuyệt vời nhá. Đấy. Samsung S7 đấy ạ. Thì mình sẽ test qua từ cái phần mà Samsung S7 nghe nhạc cho bạn nhá. Mình sẽ kết nối Tobii rồi. Đây mình sẽ vào nghe nhạc đây. Để check cái này còn chưa mở. Cái này thì còn chưa mở. Mình sẽ vào đây. Cái này mình chưa cập nhật phần mềm. Mình sẽ tìm cái nào này nó có ấy rồi gì. Bây giờ hầu như được cập nhật hết. Đây mình từ mình tìm con nào xem nào nó có. Đây. Con này thì nó cập nhật YouTube rồi nhá. Mình sẽ nghe nhạc thử con này. Đây là RAM, nó cứ nhận là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB thì dùng rất là sướng nhá. Tuy nếu mà các bạn để so những sản phẩm đời mới bây giờ như Oppo hoặc là Vivo ấy, nói chung là pin nó chỉ có, thứ nhất là cái màn hình của nó là đẹp, nó to hơn thôi. Nhưng mà cái hiển thị hình ảnh của nó thì không bao giờ đẹp bằng, với thứ nhất là chụp ảnh của nó cũng không đẹp bằng. Mà pin thì nó dung lượng pin nó 4000 với 5000 thôi. Nó hơn ở cái dung lượng pin với cả cái màn hình nó to hơn thôi. Nhưng mà để nói là dùng mà nhanh mượt sướng thì Samsung S7 nó đánh bại rất nhiều sản phẩm khác, dòng khác ấy. Nó quá nhanh luôn, RAM 4GB nó lướt nó trở về hoặc là đa nhiệm cái gì nó xử lý, nói chung là tuyệt vời lắm. Mình sẽ nghe thử nhạc vàng cho bạn nhé. Quá là phê luôn. Và tí nữa thì mình sẽ báo giá coi như là từng sản phẩm một cho bạn nhé. Đây. Đây. Quảng cáo, sợ thật cái gì bây giờ quảng cáo các bạn ạ. Bây giờ suốt ngày quảng cáo. Đấy. Đấy. Các bạn nghe nhạc thì quá là phê luôn này. Cái loa ngoài của nó này quá là phê luôn, nghe cực kỳ hay, ở trong hay lắm. Nếu mà các bạn mà đi đường ấy, các bạn mà đi đường các bạn mua sản phẩm Samsung S7 này về các bạn dùng quá tuyệt vời luôn. Đấy, nghe nhạc rất là hay nhá. Tại vì cái gì nhỉ, cái loa trong của sản phẩm Samsung S7 nghe cực kỳ là sướng nhá. Các bạn mà đi đường, nó thật với các bạn, nghe cực kỳ là bao phê luôn. Các bạn xem phim 4K này. Đó, phim 4K. Các bạn xem phim 4K thì quá là tuyệt vời luôn. Này, các bạn xem phim 4K này. Nói chung là quá là tuyệt vời, quá là nét luôn. Đây. Các bạn xem phim 4K thì đây, màn hình nó quá đẹp luôn. Đây.
vẫn nghiêng không có độ lóa mờ gì nhá, rất là sướng nhá, xem phim 4K rất là tuyệt vời nhá. Và bạn nào sẽ thích sản phẩm Samsung S7 này, các bạn đi tại hàng mình là sớm nhất, một là qua Zalo này, đây là số dùng mình dùng Zalo, và đây các bạn liên hệ cho Hoa trực tiếp qua hai số điện thoại mình, và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình, các bạn nào gần có thể là qua trực tiếp cửa hàng nhà mình. Và hình thức ở xa thì bên mình rất nhiều hình thức, một là các bạn có thể tin tưởng mình, các bạn thể chọn hình thức là chuyển khoản trước, còn hình thức thứ hai các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm. Đây, và mình sẽ báo giá từng chiếc Samsung S7 một cho các bạn sẽ lựa chọn nhá. Đây, mình sẽ tặng cái biển ở đây. Mình sẽ báo giá từng con một cho các bạn lựa chọn nhé. Hôm nay thì mình về được nhiều lắm. Tại vì S7 này nó đang rất là hot, rất là chạy, nhiều bạn tin tưởng sử dụng, rất là đây. Rất nhiều bạn đặt hàng ạ. Nên là hàng thì mình sẽ về đáp ứng đủ nhu cầu sản phẩm Samsung S7. Đấy, thì hôm nay thì mình sẽ báo giá tất luôn sản phẩm S7 nhá. Đấy. Hôm nay thì mình về rất là nhiều sản phẩm Samsung S7 đấy ạ. Đấy. Đây thì mình sẽ báo giá từng con một, và mình sẽ đánh số vào. Thì các bạn lựa chọn số nào thì các bạn có thể là gọi điện trực tiếp cho mình nhá, hoặc là nhắn tin mình qua Zalo. Nếu mà Zalo mình không trả lời thì các bạn gọi điện trực tiếp cho mình. Đây. Con thì này số 1 đi. Sẽ đánh số 1. Đấy. Đấy. Con số 1 này, con S7 số 1 đấy ạ. Con này thì máy đẹp này, đấy, máy đẹp này. Đấy. Con này thì máy đẹp trên 90% các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2 triệu đồng các bạn nhá. Máy màu đen nhá. Đấy, máy nguyên bản zin, nguyên bản màu đen nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2 triệu đồng các bạn nhá. Con này thì mình sẽ ghi là số 1 này ạ. Số 1 này. Hiểu đấy. Con số 1 này hình thức là máy đẹp là trên 90% các bạn nhá. Rất là đẹp đấy ạ. Mình sẽ ghi là 2 triệu đồng. Và đây sẽ con số 2. Đấy, con số 2 cũng là 2 triệu đồng các bạn nhá. Đấy. Cũng là 2 triệu đồng, máy rất là đẹp ạ. Đấy. Máy đen xì bóng nhẫy các bạn nhá. Đấy, con số 2 cũng là 2 triệu đồng các bạn nhá. Và tất cả các lô Samsung này của nhà mình thì là không con nào là màn hình ảm ố nhỉ, nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng nhá. Quan trọng cái màn nó rất là đẹp ạ. Con số 2. Số 2 này. 2 triệu các bạn nhá. Đấy, số 2 là 2 triệu nhá. Đấy. Đây, con này số 3. Đấy, số 3 thì cũng đẹp. Đẹp. Nói chung là số 3 cũng rất là đẹp ạ. Lau chùi cái như là ngọc trinh luôn các bạn ạ. Đấy. Số 3 là màu gold nhé. Số 3 màu gold, con này cũng 2 triệu đồng các bạn nhé. Máy cũng đẹp trên 90%. Đấy. Bên mình đang thành định giá là 2 triệu đồng ạ. Đấy, 2 triệu đồng nhé. Con này thì để mai mình giao bán cho các bạn nhé. Đấy, con số 3 cũng là 2 triệu đồng các bạn nhé. Đây, con số 3 là 2 triệu này. Đấy. Con số 4 này. Con này cũng là 2 triệu đồng các bạn nhé. Máy đẹp trên 90% này. Đấy. Toàn máy đẹp leng keng cho các bạn nhé. Tại vì mình giới thiệu qua là mình có đi ngủ, mình buồn ngủ quá. Đây số 4 nhé. 4 2 triệu. Đấy. Số 4 cũng 2 triệu nhá. Này, số 5 này cũng 2 triệu. Này, con này thì là máy đẹp cũng trên 90% các bạn nhá. Đấy, số 5 này cũng là 2 triệu đồng các bạn nhá. Đấy, toàn máy đẹp. Hôm nay mình sẽ lựa chọn toàn máy đẹp cho các bạn. Đấy, nên các bạn cứ thao lựa chọn đi. Nói chung là S7 nó dùng sướng những sản phẩm Oppo đời mới cơ. Bây giờ cơ.
Đây. Con này số 5. Hai triệu. Ui, toàn máy đẹp. Ui, hôm nay toàn máy đẹp các bạn nhé. Ui, đẹp lắm. Con này cũng là 2 triệu này. Đây, màu gold này. Đẹp, neng keng này. Đấy, đẹp neng keng xà beng 2 triệu. Hôm nay mình tuyển toàn lô máy đẹp cho các bạn nhé. Nên các bạn thao lựa chọn nhé. Đấy. Dùng sướng. 2 triệu. Đây, số con này số 6 đi. Số 6 này. Số 6 2 triệu nhá. Các bạn lựa chọn nhá. Đây. Ui con này cũng đẹp. Leng keng xà beng. Cũng 2 triệu đồng các bạn nhá. Đây, số 7 2 triệu. Đấy. Cho các bạn thao lựa chọn nhá. Đấy. Tội gì các bạn phải đi mua sản phẩm đời mới bây giờ làm gì cho các bạn. Số như là 7 này. 2 triệu. Yeah. Số 7 2 triệu. Đây, số 8 ạ. Ô cũng đẹp, ô cũng đẹp các bạn ạ. Con này cũng đẹp. Trời ạ. Toàn hàng tuyển 2 triệu đồng các bạn nhá. Số này là số 8 này. 2 triệu. Đấy. Thì hôm nay nhà mình về đây, mình sẽ bỏ con màu đen này xuống đây. Đấy. Cho đủ nhá. Đấy. Hôm nay nhà mình về được là 4 đen này và 4 gold này. Đấy, 4 đen và 4 gold. Thì bên mình đồng giá thanh lý cho bạn với giá là 4 triệu đồng. À gì nhỉ? 2 triệu đồng một con. À, thì bạn nào thích sản phẩm Samsung S7 này các bạn liên hệ hàng mình sớm nhất. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhá. Đấy ạ. Cứ 2 triệu đồng một con, các bạn chọn số 1, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8. Đấy các bạn cứ đọc số cho mình. Mình còn số nào thì mình sẽ báo giá báo cho các bạn là còn nhá. Nói chung nó đẹp lắm. Con nào cũng đẹp cả. Toàn máy đẹp cho các bạn nên các bạn lựa chọn này. Đây. Mình vừa mới bình luận trêu một khách nhiều lúc khi buồn cười lắm. Này. Mình vừa bình luận trêu một khách vui lắm. Nhiều khi làm nghề của mình nó nhiều lúc buồn cười đây này. Khách bảo là nghe nói S7 nổ hơn 19 mà ông bán 30 triệu thua. Đây mình chỉ trêu này. Bạn không phải tay chơi điện thoại rồi này. Thôi đi cụ ông giờ nhất định có 30 triệu để về xài Galaxy S20 còn chưa đến nổi gì nữa. Nhiều khi bán điện thoại mình trêu trêu vui khách thôi nhưng mà khách họ sừng cổ lên kinh lắm đó. Vui lắm. Đây, đây mình có tất cả đây nhá. Đấy, cứ 2 triệu một con nhá. Rất là rẻ cho các bạn nhá, lựa chọn nhá. Đấy. 2 triệu một con. Và đây là con S6e này. Ui giời. Con này thì đẹp. Neng keng. Con này thì 1,5 triệu thôi. Đấy. S6e nhá. Con này thì RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Con này thì không ba bạn không mua thì các bạn mua cái gì? Đây ạ. À. Con này là S6e này. Con này mình sẽ xem là cấu hình của nó là bao nhiêu ghi nhá. Đây. Mình sẽ RAM bao nhiêu. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. À, con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.500.000 con S6e này nhá. Đấy. Con này thì mình sẽ nói luôn tình trạng của nó này. Này. Các bạn nhìn cái màn hình nó chị ạ. Đấy, nó chỉ chấm như cái đầu kim ở đây này. Đấy. Các bạn nhìn cái diện đen nó đều nhá. Đấy, các bạn sẽ vào cái hình vẽ đi. Mình sẽ vào cái hình vẽ này. Đầu vẽ đầu này này. Đấy. Các bạn nhìn đấy là chỉ chấm một tí đầu kim đấy. Nói chung là cái đấy các bạn không nhìn thấy cả. Mình thanh lý rẻ cho con này các bạn là giá là 1.500.000 nhá. Giá lợn chết là 1.500.000 sản phẩm Samsung S6e này ạ. Nói chung là loa to, nghe to, sướng, pin trâu, sóng khỏe. Đây, S6e ạ, hình thức rất là đẹp ấy. Đẹp leng keng luôn, đẹp trên 90% luôn.
mà giá cực kỳ là rẻ nhé. 1.500.000 sản phẩm Samsung S6e, cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB nhé. Đấy, S6e đấy, rất là phê, rất là sướng đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S6e này các bạn nhìn thấy hàng mình là sớm nhất nhá. Đấy, mình sẽ dàn giá cho các bạn luôn là 1.500.000. Cho các bạn tay chơi lựa chọn, tay chơi lựa chọn nhá. Đấy, 1.500.000. Đó. 1.500.000 nhá. Và con đây là 6 Bluetooth này. 6 Bluetooth này. Đó. 6 Bluetooth, con này là bản 16GB. Con này thì là mình đã thay pin mới cho các bạn đấy nhá, nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. Tình trạng pin là 100%. Đấy. Con này thì hình thức máy con đẹp là 90%. Đấy, hình thức nói chung là cũng được. Phẩy phẩy một chút. 90%. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.200.000 nhá. iPhone 6 Bluetooth đấy ạ, iPhone 6 Bluetooth. Vân chân vân tay đầy đủ, pin mới 100%. Con này thì bên mình đang bán với bạn với giá là 2.200.000 sản phẩm iPhone 6 Bluetooth. Đấy nhá, iPhone 6 Bluetooth, con này là bản 16GB. Bên mình đang bán với bạn với giá là 2.200.000. Đấy, iPhone chụp ảnh. Nói thật với các bạn nó quá là đẹp luôn, đấy, rất là đẹp luôn. Nó thật, nó không phải như kiểu sản phẩm Samsung hay là Oppo nhá. iPhone chụp ảnh đẹp. Con này thì là 2.200.000 nhá các bạn nhá. iPhone 6 Bluetooth ạ. 2.200.000. Này 2.200.000. 2.200.000 cho các bạn dân chơi lựa chọn nhá. iPhone 6 Bluetooth 2.200.000 cho bạn dân chơi lựa chọn. 16GB. Đó, rất là rẻ. Và con này thì con A3S này. A3S thì con này là 1.700.000 này, đấy. 1.700.000 sản phẩm Samsung Oppo A3S đấy ạ. RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32, bộ nhớ trong là 16GB. RAM 2GB, bộ nhớ trong coi như là 16GB nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là gì nhỉ? Mình quên mất rồi, 1.700.000. Ôi, mình vừa nói mình quên mất rồi. Đấy. Đây. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A3S thì các bạn nhìn hàng mình là sớm nhất. Pin con này là pin hơn 4.000, màn hình là hơn 6 inch, tràn viền tai thỏ tai chuột. Bên mình đang bán cho bạn với giá cực kỳ là rẻ, 1.700.000 sản phẩm Oppo A3S này nhá. Đấy nhá, rất là trâu, pin trâu bò. Sóng khỏe, 2 sim 2 sóng nhá. Rất là ok ạ, A3S đấy ạ. Đấy. 1.700.000. Đấy, rất là rẻ. Đấy, rẻ như kiểu là năm ngoái thời điểm về trước 1.700.000 các bạn chỉ mua được mấy con Nokia 520, còn không mua nổi mấy con Nokia 1 ấy đấy. Đấy, 1.700.000 nhá. Đấy. Con này là Samsung A50 này. A50 thì con này cũng đã biết rồi. Hình thức con này còn trên 90%. Máy rất là đẹp ạ. À. Trên 90%. Con này là bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.300.000 sản phẩm A50 các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A50 này các bạn nhìn thấy hàng mình là sớm nhất này. Mình sẽ nói qua về sản phẩm cấu hình của Samsung A50 này. A50 này. A50 thì là màn hình con này là màn hình là 6.4 inch nhá. Full HD cộng, đấy, màn hình 6.4 inch, tràn viền, giọt nước tai thỏ tai chuột. Thì cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Camera trước là 25 megapixel và camera sau là cũng là 25 megapixel và có cam phụ là 8 và cam phụ nữa là 5. Bộ nhớ trong con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Pin con này là pin 4000 nhá. A50 đấy ạ. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.300.000. Đấy. Màn hình nó rất là đẹp đấy. Nhà các bạn mà có ông bà, bố mẹ, người yêu, bà xã mà tặng sản phẩm A50 màu trắng tinh khôi này thì quá là tuyệt vời. Thì các bạn nên tay hàng mình sớm nhất nhá. A50 đấy ạ. Đấy. Con này bên mình đang bán cho bạn với giá xong thì nó nhiêu nhỉ? 3.300.000. Mình bây giờ mình đang buồn ngủ mình quên hết rồi. Mình sẽ 3.300.000 này. A50 nhá, màu trắng ngọc trinh nhá. Đấy, và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Vivo U10 đấy. Hôm nay nhà mình vừa mới về là con Vivo U10 này. Đấy, U10 này thì các bạn cũng đã dành nó rõ rồi.
Đấy. Màn hình con này là màn hình là 6,35 inch HD cộng, pin con này là pin 5000. Bộ nhớ trong con Vivo U10 này thì là pin của nó là pin 5000. Bộ nhớ trong con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Nè, RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 64GB đấy ạ. Đấy. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Vivo U10 này các bạn đến hàng mình sớm nhất. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.700.000 nhá. 2.700.000 sản phẩm H. À gì nhỉ? Sorry các bạn, là con V gì nhỉ? Con Vivo U10. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Hình thức con này đẹp là trên 90% đấy ạ. Khách xài cả cái ốp này. Nói chung là dùng rất đẹp này. Khách xài ốp này rất giữ máy nhá. Bạn nào thích sản phẩm Vivo U10 thì các bạn hãy hàng về sớm nhất. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy. Màn hình là hơn 6 inch, pin 5000. Các bạn dùng quá là phê, chỉ với giá là 2.700.000 nhá, rất là rẻ nhá. Có những cái dòng này hoặc Samsung, Oppo này, các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường lỗi vặt ít, rất ít nhá. iPhone thì nó hay bị lỗi vặt. Tại vì nhà mình cũng hay sửa cho khách nên mình cũng biết nhá. Vivo rất là bền nhá, 2.700.000 nhá. Mình buồn ngủ quá thì mình giới thiệu nốt con này xong mình cũng đi ngủ luôn, mình có nhiều lắm. Đây mình giới thiệu lốt cho các bạn, mình đầy máy ra. Đấy. Bút mình cầm nghiêng hết. 2.700.000. Đấy. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn chưa ưng sản phẩm nào bên mình, các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ rất rẻ, các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tân đầu tiên. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có lỗi đổi một tuần và bảo hành 6 tháng cho bạn, nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. Mọi lỗi vặt vẹo các kiểu thì các bạn có thể gửi trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng nhà mình và ghi thông tin của các bạn vào để mình sẽ sửa chữa và bảo dưỡng cho bạn nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đang xem video mình buổi tối ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn các bạn có clip vào tối ngày mai các bạn nhé.